Rồi, hello, chào bà con ha. Lại là em đây, nghĩ sắt nè, siêu phá luôn nè anh em. Đó, xe mua giờ là rã ra. Đó, cái bán phế liệu, cái bán lỗ, cái bán tháo luôn. Chơi dễ nó mới chơi cho ha anh em ha. Đây, thấy không? Thùng phun thuốc nè, đầu đèn nè, nhựa nè, rồi quạt gió nè, bét nè. Đó, một đống luôn, lũ khủ luôn. Động cơ nè, đầu áp nè. Rồi kính thưa các linh kiện ở những cái con phun thuốc ha. Đây, đầu tiên vô một cái bộ, một cái cục máy Kubota D722. Đó, Kubota D722. Con này là đề nổ rồi nha anh em nha. Đó, đề trên xe nổ rồi rớt xuống. Xấu quá, không có dọn. Xấu là rã luôn. Dọn mất công. Bán anh em chơi xấu, chơi rẻ, chơi mắc. Mệt. Rã bán cho nó mau. Con này có nồi ha, xài nồi nè. Đó, qua một cái cốt Rani nè. Này về anh em có thể độ bơm nước thì ok, từ vì cái cốt này nó ra là cốt tu nhanh nha, tu rất là nhanh, nó xài quạt gió nên nhanh lắm, xài bơm nước thì ok. Còn muốn xài bơm thuốc thì xài cái poly trước này ha. Đó, poly trước, hoặc là mình xài poly sau thì mình chuyển qua cục giảm tốc. Đây còn Bilamo nè, cục đề nè, lọc nhớt nè. Đó, tình trạng như vậy trên xe cẩu xuống. Đó, tình trạng như vậy nha anh em nha. Máy là bao nổ nha, kích một phát là nổ. Về anh em kích mà không nổ, cho anh em con máy luôn, cứ dầu nhớt đồ vô bài bản. Đó, kích phát là nổ, tại vì máy này nổ rồi mới rớt xuống. D72 chân máy còn luôn nha anh em. Đó, ốc nè, chấm sơn 7 màu luôn. Nói chung là nhìn nó dơ thôi, về anh em rửa lại ha. Giá 6 triệu nha, 6 triệu một cục máy như vậy đi. Đó, cứ như vậy đi nha anh em nha. Cái nào không phải liên quan né ra. Đó, né ra để anh em nói ồ cái đó sát bên lấy luôn. Nhiều anh em vui nha. Đó, quay cái cục máy này bán, cái thấy cái bình dầu sát bên nói cái đó nằm sát cục máy mà thì cổ cục máy thì lấy luôn. Ồ. Mình không phải không cái gì không phải của mình đừng có tham. Đó, mình chỉ mua cái của mình thôi. Cục máy là cục máy, bình dầu sao đi theo cục máy được, đúng không? Rồi 6 triệu. Rồi, bộ này hả? Bộ này để khi nào dọn ngon lành thì bán cho anh em được. Này, động cơ Isuzu hai máy, đầu HB451 ti sứ, két nước, bô e, bô lửa đầy đủ, nằm trên một cái khung luôn. Ù, bộ này anh em nào mua về gác lên cái con xe rùa hoặc là con xe gì đó, chở vô rải rừng bơm thuốc ha. Thêm hai cái poly nữa này. Hai poly nè, cốt nè, poly nè, tu nhanh nha. Tu nhanh là anh em gác cái bơm thuốc hay gì cái bơm nước lên là tuyệt vời luôn. Đó, gác bơm thuốc, bơm nước chứ. Còn tu chậm là nó chuyển qua tốc chậm nè, chuyển qua cục giảm tu nè, giảm tốc nè, vô đầu áp nè. Bơm thuốc, đó, bơm thuốc là nguyên bản là phải xài tu chậm, và bơm nước là nguyên bản xài tu nhanh, vậy thôi. Bộ này thì quá là liền lạc luôn. Hôm nay lên cho anh em hai cái khung sườn phun thuốc hai cầu. Hai khung này thì rất là vip ha. Cầu rời, số rời luôn. Đó, cầu trước, cầu sau, hộp số nằm chính giữa ha. Con này xài riêng. Đó, cầu rời, số rời. Có nhiều con là cái cầu sau đây nè là nó xài chung hộp số chạy trong đó luôn ha. Còn con này xài cầu rời, số rời. Đó, rất là vip. Mấy cái tầng bu ấy rồi còn dày dặn chắc chắn lắm ha. Sườn không mục luôn, ghê không? Những cái sườn phun thuốc là dưới này nó hay bị mục bục rỉ rỉ ha. Còn sườn này đen, còn đen bóng luôn. Ghế ngồi nè, cần số bên kia 3 tiếng một lùi nè, có nhanh chậm nè. Thắng nè, con ga chân đây. Ok ha. Cái sườn này thì khá là ngon nha. Hai cái như nhau nha anh em. Đó, hai cái một, nói chung là hai cái một hãng luôn, Isuzu. Đó, cầu số như nhau. Số cầu rồi ngon lành hết, không có bị bể, không bị nứt hay là lủng gì đâu nha anh em. Đó. Chẳng qua chưa rửa nhìn nó dơ dơ thôi. Cầu số. Rồi, tình trạng như vậy đi.
đó, tính từ cái khúc hoa lăng đó, đó từ khúc hoa lăng đó ra ha, tính từ khúc hoa lăng đó ra hai miếng nhựa đậu em để lại nha, cái này em nấu trước nha. À, anh em không có như miếng này bể này cho anh em được nè, đó cho miếng nhựa đậu thôi, miếng này còn nguyên em lấy lại để em bỏ những con khác nha. Đó thì cái này em nấu trước chứ nhiều khi anh em nói mất công mà có cái miếng nhựa đậu đáng gì tới lui mình đó, số cầu số riêng biệt hết, dòng này xài rất là ngon mạnh khỏe, hộp số bằng gan chắc chắn lắm nè, hộp số này tại vì cái cầu sau này nè thấy không, bằng gan nhìn rất là hầm hố chắc chắn lắm. Đó, không phải bằng nhôm mà. Rồi hai này thì bán 11 triệu cái nha anh em, vì cầu số này nhìn nó chắc chắn mà ngon lắm, đời này xài tuyệt vời luôn, 11 triệu một cái nha anh em, nào có hai lấy hai cái có giá thương lượng cho anh em luôn đó, 11 triệu một cái. Rồi anh em đây còn cái đuôi cái lúa này nè, đuôi cái lúa cô ta mới rã hôm qua nè, đuôi này hoạt động từ AZ ha, giá 3 triệu anh em nào lấy ha, đó, giá 3 triệu. Rồi giá 3 triệu. Rồi anh em nào quan tâm những loại mặt hàng gì đổ chới rã rồi gì đó thì cứ đăng ký kênh em là giờ là 6 là em rã hết, xe rùa 5-70 triệu rã luôn, chả ngán gì đâu nha anh em, rã hết chứ không phải mua con nào cũng phải dọn đâu, con thích là rã thôi. Rồi anh em quan tâm liên hệ nhé. Mến chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Hết hết Tết rồi anh em ơi, 3 ngày Tết 7 ngày xung sạch sẽ rồi, giờ lo làm ăn thôi. Chào anh em nha.